Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là anh Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Đến cái video này thì mình lại hướng dẫn anh em gọi là cờ lam, tiếp tục của quả kèo cờ lam rất nhiều luôn. Cờ lam con Galaxy này, đây dạ Galaxy Perry này, ok dạ. Thì khi anh em cờ lam thì anh em sẽ nhận được 200 triệu cái đồng Galaxy Perry, ok dạ. Thì nó sẽ kết thúc vào 12 ngày nữa thôi. Nó sẽ con này thì làm trên ví chớp và ví MetaMask đều được, được chưa? Nó hỗ trợ. Con này có anh em có thể mua, được chưa? Cũng như con trước mua tối đa là 10 BNB. Đấy, anh em có thể đọc cái chỗ này, được chưa? Con này cũng có đường link anh em giới thiệu bạn bè đây. Để xem đường link nó nằm ở chỗ nào để hướng dẫn. Rồi, anh em có thể là copy cái khi anh em kích vào đường link dưới phần mô tả ra giao diện như vậy, anh copy cho mình được chưa? Ấn vào phần này copy này, copy này em chuyển sang ví trước cho mình nha, MetaMask đâu được. Mình nhập mật khẩu vào chứ. Rồi, anh em sẽ ấn phần đát cho mình, rồi dán địa chỉ vừa sao chép cho mình nha. Ấn hoàn tất này, chuyển đổi sang mạng Smart Chain nha. Rồi khi nó như vậy thì anh em sẽ chờ một lúc để cho nó kết nối ví, địa chỉ trong web kết nối ví, rồi nó tự động kết nối, được chưa? Thì nhiệm vụ thì anh em cũng đơn giản thôi, anh em có thể kéo xuống này, ấn vào phần claim airdrop cho mình. Rồi nó xác nhận là phí gas, phí giao dịch đấy thì hết bao nhiêu nhỉ, hết 0.7 cái thằng này thôi, anh em chấp thuận cho mình. Rồi thoát sang này. Rồi anh em có thể là đi lấy đường link đi giới thiệu bạn bè này. Anh em có thể là xóa như xóa cái anh em có thể là dán địa chỉ BEP20BLB của anh em vào đây và ấn get profile link để copy đường link đi giới thiệu bạn bè. Thế thôi. Nhận 200 triệu đấy cũng được rỡ đấy. Kèo kèo sổ số. Được chưa? Rồi. Mình hướng dẫn anh em ép token luôn nha, tích phần ví cho mình. Rồi ấn phần ví cho mình. Chuyển sang ấn vào Smart Chain cho mình nha, tìm cái giao dịch gần đây nhất của anh em, cái giao dịch vừa ấy, chuyển cho nó đấy, cái giao dịch gần đây nhất là cái con đấy là con gì nhỉ, mình kích vào đêm nào, đó cái giao dịch gần đây nhất là không biết là có phải con này không, mình quay sang cái thằng này á, giao dịch đây, con check của nó đây, sao chép này, rồi còn check cũng như cái địa chỉ mình cũng để dưới hết phần mô tả, cái này khó tìm quá nhỉ. Đây địa chỉ hợp đồng 88 đây. Rồi anh em có thể ấn vào phần thêm chi tiết để nó cho chuyển sang cái giao diện B-Scan ấy, hay cái giao diện là rồi anh em có thể vuốt xuống này, rồi kích thẳng phần đây cho mình nào. Đây ấn vào phần Galaxy Perry này. Đây, khi nó ra giao diện như vậy thì anh em có thể sao chép này, sao chép cái phần Galaxy này và sao chép cái ký hiệu này, số thập phân này, con trách và số thập phân. Rồi quay sang ví trước ép thôi. Rồi này, có một ký hiệu bất kỳ này. Rồi ấn vào tự động tiền mã hóa này. Rồi chuyển đổi sang mạng Smart Chain này. Rồi địa chỉ hợp đồng cũng như tên ký hiệu số phân mình để hết dưới phần mô tả hoặc kênh Telegram của group của mình. Ok chưa? Xem nó nằm là mình nắm nắm đọc con check nhiều thế không biết nhỉ. Rồi dán vào tên là Galaxy Free, hiệu là 18 nhỉ, nhớ vừa ấy đọc 18 mà đúng không, 18 chính xác rồi đấy. Rồi kiểm tra một lượt anh em làm xong cho mình. Rồi trong một lúc thì 200 triệu cái đồng GS Paris đã về ví, ok dạ. Rồi kết thúc video cho anh em Chiến, bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.